Ok, hôm nay quay sớm cho mọi người ngắm hai con sẹo lõm. Mà hôm nay rõ ràng quay sớm thì lại thành ra như quay muộn vì hôm nay trời nó âm u. Trời rất nhiều mây. Sẹo lõm là cặp cọp bản đầu tiên mà mình đón ra. Cây đu đủ này cho nó gọi là tưới nhiều quá héo luôn. Đây là chân dung của lõm, cực kỳ xinh gái luôn. Quá xinh, lõm xinh à? À, cực kỳ yêu chủ. Sẹo thì đang lượn lờ tìm kiếm chỗ vệ sinh. Vệ sinh chỗ nào ở chỗ đấy thì vệ sinh chỗ nào cũng được sẹo ạ. Gốc cây. À, lúc trước thì cũng đã có cái hậu duệ của cặp sẹo lõm rồi, nhưng lúc đấy mình chưa có cái kinh nghiệm nuôi cái con cọc này. Thành ra mình nuôi mình để nó bị hỏng tai hết, tai không lên được. Cho nên là đợt này là cho nó ghép lại, hy vọng là sẽ có cho con. Có cho con thì sẽ giữ lại một được một cái làm chó giống. Cặp vàng cháy rất đẹp. Sẹo và lõm thì là hai con đã chứng nhận F0 rồi. Lõm ra chơi với sẹo đây. Ra chỗ anh làm gì? Ra chơi với con sẹo đây kìa. Ra để chủ có xoa vuốt tí, nhưng mà chủ đang quay video. Cho nó đi nhặt lá cây cho nó ăn. Kìa con sẹo nó vào rồi kìa lõm ơi. Nó thích ăn cái quả ráp này, không hiểu. Quả này thì gà thích ăn này. Đây, sẹo đây. Sẹo thì đang đợt thay lông. Chứ lông của sẹo mà đủ là lông của sẹo cháy như lông của lõm. Có thể cháy hơn một tí, nhưng mà như bây giờ nó đang thay lông, nó không đủ lông, nhìn trông nó có vẻ như là nó nhạt hơn. Nhưng cái lông thực tế của nó, lông đủ thì nó không có nhạt hơn đâu. Thậm chí nó cháy hơn. Gãy đòn đấy. Vừa dọa nó ghét rồi. Ra xin lỗi con sẹo đi. Lõm ra xin lỗi nó đi. Làm hòa đi, nó dỗi rồi. Không chơi nữa rồi. Nhìn con chó mắt nó, nhìn mắt nó sắc. Sẹo không thèm quan tâm, sẹo dỗi luôn. Lõm ra gọi nó đi, không nó vào chuồng đấy. Nó vào trong chuồng là thôi đấy. Hay là nó dỗi rồi thì bà cũng không cần nữa hả? Cái cây này bị thối gốc rồi. Thế chị này, nó chịu khó đánh dấu ở chỗ này quá, chỗ này nó thoáng. Sẹo bắt đầu quay ra. Có ý kiến gì không? Sẹo ơi. Sẹo dỗi à? Sẹo. Sẹo ơi, dỗi à? Lõm ra xin lỗi đi. Không hít ngửi cái chỗ sắt vụn đấy, anh để gọn vào đấy cho nó đỡ dãm vào đấy. Ra xin lỗi con sẹo đi. Sẹo rất lừng khừng. Rất lừng khừng. Không cần nữa hả? Thế thôi, hai đứa vào trong nhà nhá, vào trong chuồng nhá, không bắt đầu mưa rồi này, bắt đầu lác đác có hạt mưa rồi. Đánh võng
ra gãy đòn. Còn cái gì nữa mà rạn cái không quan tâm luôn. Hai đứa đi vào trong nhà nhá. Mưa rồi này, lác đác có hạt mưa rồi đấy. Ông đi ra chơi với con sẹo này, vào đây. Nhanh lên, không mưa rồi. Còn chưa. Nhanh. Xoa thế được rồi. Quân chủ lắm. Này, quân chủ. Dỗi. Đang dẫn dỗi mỗi đứa một nơi. Có vẻ hơi bụi mắt của sẹo kèm nhèm ấy. Tí phải nhỏ thuốc nhỏ mắt cho nó. Cái lúc nãy là nó còn chưa đi vệ sinh cho nên là nó bị làm phiền, là nó hơi bực. Có triển khai thì triển khai đi. Thanh niên sẹo đây. Mọi người mà thích cái cặp sẹo lõm này thì có thể chờ cho con đợt này. Hy vọng là đợt này nó sẽ có cho con thuận lợi. Cái nó phi ra, thấy chủ rảnh tay cái nó phi ra để xa. Thế là coi như là đội này cũng đã xong. Thôi đừng có nghịch con cóc. Lõm ơi, liếm vào nó là xùi bọt mép đấy. Nhựa nó độc lắm đấy. Ui dồi, cái này anh phải thu vào thôi. Sắt vụn. Dẫm vào mất. Xếp bọn nó vào đấy còn chưa nhấc được vào. Hay là vẫn kia vãn nhau. Tưởng là không gì nữa rồi. Triển khai đi. Nhanh, không mưa giờ. Mưa là phải vào đấy. Không là mưa là ướt hết. Không có chơi bời gì nữa đâu. Thế chứng tỏ là con lõm nó vẫn còn đang thì lõm vẫn đang thì gạ đòn. Nhưng mà sẹo có vẻ dày quá, là sẹo hôm nay là sẹo dỗi. Vì hôm qua mới triển khai xong, hôm nay là sẹo dỗi. Sẹo kia, nó đang chờ kìa. Khẩn trương. Nhanh, không mưa rồi, trời này sắp mưa rồi này. Này, âm u này. Không triển khai nhanh là anh cho vào chuồng đấy. Chứ không mà mưa, cảm lạnh đấy. Chờ lâu quá này lại ghét rồi. Đây là kiểu là cứ đứa này sẵn sàng thì đứa kia lại dỗi. Thôi thế cũng được rồi. Hai lần coi như là yên tâm rồi, không phải suy nghĩ. Cho chúng nó gọi là mang tính chất vui chơi thì chứ. Một lần cũng đã ok chứ không nói đến hai lần. Mọi người mà thích chó con cái đàn này thì chờ ra Tết. Hy vọng nó đẻ được khoảng tầm 4 con, 4-5 con gì đấy. Thì còn có con để giữ lại. Ok, sẹo lõm xin chào tất cả mọi người nha. Đi vào trong chuồng thôi. Chứ không mưa đến nơi này. Nha. Vào trong chuồng thôi. Đây, lõm đang hóng vào đây này. Lõm vào nhá. Gọi anh Toàn đi. Sủa gọi anh Toàn đi. Sủa gọi đi rồi anh Toàn cho vào. Cho nó vào thôi. Sẹo lõm xin chào tất cả mọi người. Hẹn gặp lại ở video tiếp theo. Cho vào thôi. Chứ hôm nay có vẻ như là cứ con này sẵn sàng thì con kia dỗi. Không nào. Dỗi vì con lại thờ ơ.
Không là sẹo ban đầu quan tâm thì lõm gừ để lõm đi vệ sinh. Thế là sẹo dỗi. Không tí nữa sẹo vệ sinh xong ra lõm dỗi đây này. Lõm đây bây giờ lại đứng là hợp tác cái sẹo lại thơ. Chắc là đủ rồi. Tóm lại là thế là đủ rồi. Chứ sọ lõm nó vẫn sẵn sàng đấy. Nhưng có vẻ như là sẹo là bảo là không cần thiết nữa. Ok, Lõm xin chào tất cả mọi người nhé. Hẹn gặp lại mọi người ở video tiếp theo.